Ôi, còn có 19%. Đây là anh Thiện chuẩn bị lên thay anh Thế Anh. Đây là thầy Thông. Người dài, gì cũng dài. Để ở đây thì mày cái thằng chuẩn bị nó mày mẹ nó mày đang cỗ rồi. Mày có cỗ thì thấy mời nhỏ thế nhỉ? Chán lắm. Chả có cỗ thì mời anh em đi làm xong rồi về á thôi. Nên làm cho anh để mẹ anh già rồi anh lên làm chứ mẹ anh chết rồi học. Thì cũng chị thì cũng có chỉ đạo. Ăn sang quá, anh em ăn sang. Chưa ăn xong đã đi. Dồn được cáp không được em? Có mỗi con dao nhỉ? Hôm nay không mang dao đi à? Thiện mang không? Ở xe anh Thiện có dao không? Chỗ này cũng căng phết nhỉ. Hả? Tí nữa nó đứt mất thì sao? Cắn gì đúng lúc ấy. Chắc là cắn lâu rồi xong mới đâm cây này đổ xuống là nó bị căng này. Ừ. Vẫn đang quay à? Ừ. Đấy, quay luôn. Toàn cán bộ công nhân viên ăn nói đàng hoàng rồi đấy. Đồng bằng cái này. Nay không có trường nhờ. Ông điều trường vào. Gọi là mang gông chứ. Đây, đây điều như thằng nào vậy? Gọi hết. Chủ nhật mà bắt vào hết. Chủ nhật hay lên bọt kém lắm. Tại sao lại thế? Không biết cái chủ nhật nó lên. Trường sáng rảnh ha, cứ chủ nhật có bọt kém. Đi mẹ vào luôn. Chuyện đấy nghĩa mà hôm nay không vào à? Sao nhanh bông là 2, 4, 5. Tạm thời thì vẫn làm quân cho nên vẫn phải đi làm việc anh em ạ. Khi nào làm tướng thì chắc chắn là không phải đi làm. Đấy. Cản cái thằng thầy cản đi mẹ vào làm gì đây? Cầm theo gông. Mày không mày ơi hôm nay nhắn lên nhóm à? Mẹ bọn nó thì mẹ nó rồi vào đi. Đây này vào cái túi mâm mạnh nhé đây. Hoàn ơi, kéo cùng anh ấy. Để lôi. Lôi hết cái đống này đi. Cho cáp nó lên đã không ấy tí nó đứt mất đấy.
Ừ, khó lắm, vướng ấy rồi, dây rồi. Vướng dây á? Ừ. Khả năng dây leo ấy. Tí úp lên đấy nhỉ? Có, từ trên kia nó hất xuống thì đấy thôi. Tại sao nay rất buồn sớm thế? Ừ. Ra để vén gỗ. Tính hết rồi đấy. Giám đốc khổ lắm. Thế có gà, có cầm gà đi chuẩn bị biếu chưa? Hôm nào cho nó trồng lại nhỉ? Kéo anh Thông ơi. Kéo cái đầu buổi phẹn ra chỉ huy mà. Chỉ huy cũng phải kéo. Đây này có cái cây to này. Mệt nặng. Có cái cây này nó to lắm. Mẹ nặng lắm. Bắt kéo thuê. Đưa dao đây cho anh nào. Bánh mì à. Khoan đây. Ném dao lên rồi bắt gì kẹo lại. Rồi nhưng kéo từ không nói lại. Đứt kịch nó sau kia đấy. Kéo vừa thôi. Không ai làm à. Yeah.
Lôi cái ở dưới này đi nào. Căng nhỉ. Cái gì? Vâng, vứt cái cây ra. Đặt hết cái này đây, em chạy cái này đi. Phát cái này đi, anh ơi. Phát cái này đi, anh. Ông phát cái này đã. Phải đặt thang mới ơi được. Phát cái này đi. Cái chả mẹ đi hàn lại nhờ. Đẩy cái cây ở thang này cái nó xuống. Vâng, vâng. Làm cái người thông minh, cái phải thông minh lên. Vâng. Ôi nha, bảo anh em đừng nhắm cái này nhá, hạt dừa nhá. Để anh em làm đã. Bắn chim rồi. Bắn chim rồi. Không, bắn chim nó phải ở trong. Đây nó không ra ngoài cơ mà. Đặt thang vào đây anh chị. Rồi đi ra đây. Mẹ đéo được cái chứ. Bỏ đi anh. Thôi. Thang làm cái đéo gì. Đấy, nó sắp lên rồi đấy. Đặt thang qua đây cho anh. Đặt thang qua đây cho anh. Rồi, chờ tí. Đây, cậu cứ đẩy hết vậy. Không kéo được à thầy. Cái
Không, cột lên đi, cột lên, lên, lên. Có đây 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 chắc này đi. Cho nó bình định. Đầu đầu phết nhỉ. Liêm cái này.
Sao đây? Lần rồi này. Được rồi. Này ăn như chết đói, vào bú bát bún chắc khoảng 5 phút đã thấy mẹ nước ra nước rồi, cái không còn tí nào kinh. Cái loại không khoan thi đấu bằng bát à?
Ok rồi đấy các em ạ. Không keo được, nặng lắm. Ui. Kéo con nhòm nó chặt nhỉ. Jackson. Xa đâu vậy em? Có bố thì không? Ú lồn thì cái đỉnh mẹ vẫn đang quay. Ôi, 17% nó quay lâu vậy á? Ừ. Hay là vừa mở lại đấy? Đâu, không mở lại đâu. 1% thôi chứ. Chú thấy đằng trước nào? Ừ. Nó quay kinh nhở? Ừ. Đằng trước có màn cảm ứng không? Đẹp trai nhá nhờ. Hả? Đó. Đằng trước cảm ứng à, không. Âu. Ở dưới, ở trên này đang... Nguyên liệu, quá nguyên liệu. Dịch được ra một chút nhỉ. Ôi phải lên mang xuống kia lấy cái gì thế này. Ông nung ở trên chỗ xe anh ấy, ở chỗ cốp ấy.
Hôm nay thầy Thông sẽ hướng dẫn các em hàn vào vào đây. Vào ông đi anh ơi. Vào vào việc đấy. Xin mời thầy. Đó, từ từ bình tĩnh. Đặt bó này ra. Gì chứ? Cái gì đây? Kiến à? Kiến đốt tôi mà á. Thành niên đéo gì mẹ mà hỏi vậy. Đấy, vào đây. Mố sợi mà ông nung. Kiến này đốt đau lắm. Bốn sợi mà ông nung. Tốt để, thằng này tốt để. Bên mày mày tốt để, bên kia vào ông nung này. Làm cho nó quen này. Mỗi sợi một cái. Mỗi sợi một cái. Mỗi sợi một cái em. Cầm kiến này, cầm kiến này nhá, nó đốt đầu ấy. Thả bắt đầu. Dạ. Ôi giời, cái kim tốt của ai đây? Thôi kim ai tốt. Ai cắt rốn cho mày đây? Hả? Đây, 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 đây anh Bảo. Mày bẻ như vậy chẳng bị dính. Đi mẹ này, đây. Nhìn lên mà học tập này. Đấy, thầy Thông chỉ dạy một chỉ lần này. Đấy. Lần duy nhất thôi. Cầm cái kìm cho nó đéo cầm như này. Cầm như phải cầm xuôi cái kìm ra. Đấy. Không, mày tốt rồi mày. Nghe, đấy, phải không? Nghe cảm nhận của kìm đúng không? Ừ, đấy, thấy không? Ui à. Cầm cái kìm nó đang không nhịp mẹ đúng chiều nữa gì. Làm sao mà làm được, nhịp mẹ lên thay thằng Nguyễn được. Đó định đợt này Nguyễn nó lên trên thành phố định cho đề xuất mày lên thì thôi khả năng này. Hôm nọ hôm kia thì anh bảo à, ông bắt với thì anh bảo bọn em sau này có thể thay cả bọn anh đấy này nên thế em hòng các anh về hơi sớm. Đâu biết nó dùng sợi mấy nhỉ? Này một sợi một cái cả. Sợi cái ông nung ấy, giờ nó hàn bắt sợi ông nung ấy. Mà đo 2 quan 1 nhá. Nó mới đúng. Đo gì? Đo 2 quan 1 lần ấy. Đo 2 quan không tí bên kia là không vào được. À. Vào nó xấu. Thầy hiểu không? À, xem bộ bài em làm tí liêng nhỉ? Hả? À. Cứ ngồi đây đánh như hàng cá.
Nguy hiểm. Cả đây lấy giấy mà lo. Hàng này trước chưa đây. Đây chúng mày cái dao tuốt nhiều. Anh hàn quát mấy trước ấy? Một. Thằng này làm quát hai. Mới học việc chưa. Này, nó là quát một ở đây nghe chưa? Quát này có một, có hai, dương, cam, lục nâu. Dương, cam, lục nâu à? Đủ. Cái kim tuốt của em đâu Hoàn? Kim tuốt em để bên kia. Hai thằng này làm quát hai à? Nó đéo biết nó làm quát nào thì mày ạ. Đấy của anh Nguyễn đi kìa. Anh ơi, cầm hộ em cái túi của em ấy. Túi làm ăn này chán lắm. Đây con kiến này nó bay ghê hết. Này cái nào bắt bún nữa anh ạ. Chưa ăn à? Anh đông xiên, à thông xiên, lạch lắm. Dao của anh Thông à? Bán lại cho mày củ, đây không? Xong cắt như kiểu trắng đầu rồi nhỉ? Trắng đầu. Lấy không? Em có rồi. Hả? Có rồi. Có rồi nhưng bán 1 triệu nó giữ hết mùa. Được không? Được. Trước bán cho cái dao chưa thấy trả tiền. Ông Nghĩa vứt mẹ đâu. Ông lại. Ông lại cái lỗ. Ui giời, kiếm bịt mẹ bao nhiêu tuổi đầu rồi còn xiếc. Ơ, xoắn đầu về ba hai lần. Mày ngồi ra để anh xem. Đầu bao 21 là đầu nào? Đây, đầu xong rồi. Đây đầu này, bên này này. Mấy cây mà cũng phải xoắn á? Có 2 cây mấy. Từ đây á? À? Đây mà 2 cây mấy. 3 điện. Cây mấy. Anh không nhớ đến đoạn kia 4 cây rưỡi đúng không? Mà bị chỗ kia lên chạm nó khoảng hơn. Từ đây chạy xuống là 1 cây nữa, xong thêm 1 cây nữa, 3 cây. Đấy. Anh tổng cái kìm tốt ở đây rồi, vẫn phải xoắn đấy. Sau làm nó cẩn thận. Ô, dao đéo ăn thua rồi. Bịt để cắt. Lấy dao khác cái nào. Bịt để cắt thì vào. Dao em còn mẻ hơn. Đưa dao em không ấy được. Đưa anh kìm tốt. Tao chiếc ấy à. Đưa đây. Chiếc cắt đây. Ừ. Này, kìm lên. Này. Ấy nó cứ ngon ngót dần dần đi. Cẩn thận rồi đấy nhá. Rồi. Thầy cắt đi xem nào, cắt được một phát. Cái đéo gì cũng phải dạy vậy thì mẹ. Nếu bao giờ có thay được anh Thông. Nhẹ nhàng như bông hồng nghe chưa? Đấy, cắt nó dính sợi đây là đỉnh này. Nhún cái đít, vét đít đâu mà nhún. Xoắn. Được đấy. Bạn khá đấy. Bây giờ mới biết dùng sợi đéo ra đâu mà xoắn. Quan máy thế đấy là mới phải xoắn. Nó... Đây đọc sợi rồi nha. Cái này hay đứt thường xuyên rồi cho nên là thôi hàn đủ sợi rồi, kiểu. Lên là xong. Dương cam. Dùng sợi 12. Sợi 7, sợi 8. À, anh ở bên nào đấy? 22. À. Anh ở bên này có còn mùa xuân không em? Thế là ăn hết quát 3, quát 4. Quát 2, quát 3, quát 4. Vậy thì quát này xoắn đéo gì? Đúng không? Ừ. Thế mà tương thôi. Phải hàn 2 lần à? Không, 1 lần thôi. Đúng 1 lần là được. Giờ đúng 1 lần. Không biết ông nào nghĩ ra cho hai cái cho một cái măng sông à một cái sợi này nhỉ. Trong khi đó thì mẹ măng sông cho đúng 24 ống lung, ví dụ sợi hỏng cái là lại đéo có ống lung đúng không? Ừ. Nó đéo nghĩ. Với lại vào đây nó khó này, nó không đẹp được đéo. Đã đo 2 quát 1 rồi đấy.
to quá. Tí vào là phải lặp hai bên là đéo vào được không? Thật khá quá nhỉ. Được, cậu chạy sang lấy túi đồ của anh đi. Xanh lâu à? Bên này này. Lục lâu à anh? Bên này cắt phát đầu cái này. Đẹp trai phết nhỉ? Tối nay là đâu? À, chưa nay đâu đây? Vẫn quán cũ thôi. Thằng nào trả tiền, thằng nào bó vú. Phân biệt rõ thì... Hay lên thế nhỉ? Nó hay nhiều đồ rừng lắm. Thế á? Ừ. Thế nào? Thế mơ. Thế mơ. Mơ ở nhà không? Không. Muộn độ 5 lít bếp nhà. 5 lít gì? Anh thích ăn đồ rừng ạ? À? Em không thích nhé. Đây, trước em ở trên Yên Bái em ăn... Ăn lại nhiều rồi đúng không? Em chỉ thích ăn đồ biển thôi. Đồ biển đau bụng lắm. Ăn được... Thích ăn hến hết. Sò siết à? Sò siết. Sò lông ạ. Cảm thấy là cần lôi cái điện thoại ra đây thì mới ăn. Đấy nó mua về cho mẹ vợ đây. Cầm về. Này nó có hiếu lắm mà. Đi tiểu mua điện thoại về cho mẹ vợ. Nó đeo cái bốn cái. Mày bất thần ra ngoài đây. Ôi. Vượt mẹ kiểm chuốt đầu rồi. Thôi. Kiểm chuốt đi mẹ rồi. Đi thì mua cái mới thì quan trọng đéo thì mấy đứa mình để theo thì mình mua kiểm chuốt lại đổ đống về xong mình bán lại nghe chưa? Ồ. Ở nơi nào có cỏ 0862 278 785. Đẹp không? Cắt đẹp không? Đấy, có người chỉ việc người chỉ cần đặt sợi nên cắt. Mày cứ đặt sợi luôn. Chập chờn đấy ạ. Chập chờn. Sao mày cho Thiện về sớm thế? Ai? Ông Thiện về rồi à? Ừ. Thế làm ăn này chết. Mày điện đi, mày điện chửi. Đi vẽ đang làm về. Về cái gì? Muốn quay lại. Vâng chú ơi, cháu bên chỗ viết theo ấy. Ui, 10 rưỡi rồi à? Cháu thấy chú phản ánh là cái chỗ nhà mình sóng nó kém à chú? Vâng, cháu biết rồi, đợt vừa rồi cháu nâng cấp thiết bị ở chỗ gần đấy để phục vụ Tết. Lại phép. Nó bị gián đoạn. Thế bây giờ là dùng ngon rồi thì chú. Lại phép. Ừ. Vâng, ạ, vâng, cháu cảm ơn cháu. Phép nhưng bao giờ thế nhỉ? Khá lên được. Mất dạy. Mày thấy mẹ mày anh nói chuyện với khách hàng nó vãi lộn lắm. Nó không bắt nháo nhưng nó chuyện với anh em được. Nó chửi chết thì mày ăn một cái phản ánh lên kia. Thái độ phục vụ. Nhưng mà may mình bây giờ chưa bị cái bọn con Vivi nó gọi. Con Vivi nó gọi nhưng anh em cố định là vỡ mồm ấy. Con Vivi à, con gì? Con đấy. Nói rõ là con Khánh Vi hay con gì nhỉ? Chợ Vi ảo. Con Vivi. Khá quá nhỉ. Vivi. Cắt 2 sợi được mà anh Thông? Sao cắt 3 sợi cho chưa đúng lúc đâu. Hôm trước toàn cắt 2 sợi. Đâu đúng cho vào. Đấy nhá, nhìn dao cắt của em một lần là đâu đúng cho vào. Nung nung ở đấy á. Vẫn dắt miếng lòng rồi mời ăn thì nhanh đấy. Ơ chưa có ai. Ôi gãy mẹ rồi. Mẹ con kiến này gãy rồi. Con nào chưa đi em ở nơi nào mang ra cho nồi lẩu bây giờ thôi. Ba thằng mày làm nốt và ta về trước đi. Ừ. Về đi đâu đấy? Về đến cỗ. Cậu nhờ anh Thiện à? Cậu nhờ Thiện.
mày điện Thiện thì bảo đi Thiện về sớm thế đéo thấy mời gì cả. Thiện này cố gì mèo được tuổi gì tao này. Tí cho em cái này nhá. Đi mẹ mua đấy. À, tao có cái hộp đấy. Hộp à? Ừ, hộp để cái tao này này. Ừ, thế đến lúc nào đây cho em? Ở nhà ấy. Hôm nào phải ra ấy nữa. Hôm nào vào mà lấy. Có hộp mới toanh ấy. Thôi bị nghiêng mất lưỡi rồi. Ôi giời, lại phải nó bị lỏng ở trong kia. Ừ. Lại đến đấy rồi. Cái sợi quát hai từ từ các ấy tuốt từ từ á quát ba ấy hoàn đây cầm cái này thôi thôi đừng tuốt đã đo ra một tuốt cầm cái này mẹ ui giời, sợi anh mẹ này. Mẹ là đúng đấy. Anh chắc đang nhìn cái này. Nhưng mà vẫn cố cho vào xem được không. Nhìn nó trắng đầu đúng không? Ừ. Mày cho anh mấy con kiến thả ra thằng Nguyễn ơi. Nào bẩn thì đặt lại con kiến này. Nâu à? Nâu à? Đây đây. Nâu đây. Đây. Đây này. Bắt vào 5 con tào người hả? Cho chị đọc hả? Mãi chưa xong quạt này. Cần gì phải vội. Lại cứ phải xét. Như nào?